thì cái hệ số cốt phi của cái tải này nó cỡ khoảng là 0,68. Xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với Bách Khoa Điện tử .vn. Trong video này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức đo công suất tiêu thụ của một tải xoay chiều. Thì thông thường với những cái tải thông dụng như là bóng đèn sợi đốt, bếp hồng ngoại, bàn nà, máy sấy tóc, bình nóng lạnh và một số thiết bị mà gia nhiệt sử dụng các cái dây mai so ấy, thì thông thường thì nó có thể được coi là tải thuần trở. Và chúng ta có thể đo công suất tải xoay chiều theo cái công thức là P bằng U nhân Y. Công thức mà tính toán công suất cho tải xoay chiều ấy, thì các bạn sẽ có rằng là công thức chuẩn là P bằng U nhân Y nhân cốt phi. Trong đó thì U là hiệu điện thế rơi trên tải này, Y là dòng điện qua tải và phi là góc lệch pha giữa hiệu điện thế và Y. Và các bạn sẽ cần phải có một cái máy hiện sóng, ok, hoặc là một cái thiết bị đo cái hệ số cốt phi chuyên dụng. Khảo sát cho các bạn xem cách đo công suất thì tôi sẽ sử dụng một cái bóng đèn điện sợi đốt như này là 60W. Để làm được điều này thì trước hết là chúng ta sẽ đo cái điện áp rơi trên cái ổ cắm này của chúng ta. Thì các bạn sẽ nhìn đây là 200, hiện tại là 221V nha. Đo cái dòng điện đi qua bóng thì các bạn sẽ phải để một cắm vào một ổ này và còn một cực còn lại nhá của cái ổ này, ta sẽ sử dụng cái đồng hồ vạn năng này đưa về thang đo dòng điện rồi, và các bạn sẽ đo về thang đo dòng điện chuyển về AC cho mình. Sau đó thì một chân quay đo của đồng hồ vạn năng ở thang đo dòng nha, cắm vào ổ và chân còn lại cắm vào cái phích cắm còn lại của tải. Các bạn sẽ thấy là được 242 mA. Ok, cái vì nó cái tải thuần trở chắc thì cái cốt phi này này cái độ lệch pha giữa U và Y nó gần như là không có lệch, do đó là cốt của không sẽ bằng 1, do đó thì các bạn sẽ nhân với 1 thì vẫn bằng U nhân Y thôi, thì các bạn sẽ có là 221 nhân với cả Y chúng ta sẽ có là 0,24242A nhé, và nó sẽ xấp xỉ bằng 221 nhân 0,242 bằng ở đây nó xấp xỉ là khoảng 54W, cho là 54W đi. Rồi thì nó khá là với bằng gần bằng cái công suất danh định của cái tải này là 60W. Để khảo sát được cái dòng điện đi qua một tải này cũng như là cái hiệu điện thế qua tải này nó không lệch pha nhau thì các bạn sẽ mắc nối tiếp cái tải này với một con điện trở nha, với một con điện trở. Chúng ta sẽ đo cái giá trị mà dòng điện điện áp rơi trên điện trở ấy, chính là cái thể hiện cho cái dòng điện đi qua tải của chúng ta. Cái tia xanh là thể hiện cái điện áp rơi trên con R này, cũng chính là cái giá trị của dòng điện. Và cái tia màu vàng ấy là tôi đang đo ở cái hai đầu cực nguồn. Rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là hai thằng này nó sẽ trùng pha nhau đấy, tức là nó không có độ lệch pha. Tia màu vàng này là cái tỷ lệ xích là 100V một ô, tức là cái khi các bạn nhìn ở trên máy hiện sóng thì tia màu xanh này tôi đang chỉnh là 5V một ô, vậy là cái thằng này là cỡ khoảng 15V đỉnh rơi trên cái con điện trở này, thể hiện cái dòng điện qua con điện trở đấy, và thì tia màu vàng và tia màu xanh là trùng nhau, vậy là độ lệch pha của nó bằng không. Do đó thì các bạn hoàn toàn phải sử dụng cả tính cái tải xoay chiều với công thức là P nhân U nhân Y nhân cốt phi. Nhưng tuy nhiên thì cái phi của chúng ta là độ lệch áp, độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế thì nó gần như là không lệch, do đó thì các bạn sẽ bằng U nhân Y luôn. Ok, tuy nhiên cũng với trong trường hợp này tôi sẽ sử dụng cái tải thay bằng cái bóng đèn này bằng một cái bóng đèn led. Thì các bạn sẽ xem là cái bóng đèn led này là bóng đèn của dạng đông với công suất tiêu thụ danh định của nó, định mức của nó là 50W. Và cái độ lệch pha giữa tín hiệu điện áp và tín hiệu dòng điện qua tải thì các bạn sẽ thể hiện ở cái sự tính từ điểm thời gian bằng gốc bằng không của mỗi cái tín hiệu nha. Và căn cứ vào cái khoảng rời này
chênh lệch về mặt thời gian xuất hiện của đoạn sóng này, thì đấy chính là cái độ lệch pha. Và pha ở đây tương mỗi một cái ô vuông này là tương ứng với cả là 90 độ. Đấy, 90 độ của tín hiệu điện. Vậy là trong đây còn sẽ có 5 vạch thì các bạn sẽ lấy là 90 chia cho 5. Nó khoảng 18, tương ứng với cả 18 độ một cái vạch nhỏ nhá, một cái vạch nhỏ, cái lớp nhỏ chấm chấm ở trên này. Thì ở đây ta sẽ thấy là đó có khoảng là cỡ khoảng 2,6 vạch. 2,6 vạch. Tức là nó chênh lệch về mặt thời gian đấy. Thì chúng ta sẽ lấy là 18 nhân với cả 2,6. Rồi nó cỡ khoảng là 46,8 độ. Đấy nhá, tức là lệch pha nha, là cái phi ở đây chính là 46,8 độ. 46,8 độ thì chắc các bạn sẽ lấy cái cốt của 47 độ đi, coi như là cốt của 7 độ. Thì cái hệ số cốt phi của cái tải này gọi với cái tên gọi trong tiếng Anh là power factor. Với cái hệ số công suất cốt phi mà nó nhỏ ấy thì nó sẽ không có lợi cho điện lực. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây. Trong cái trường hợp này thì người ta ghi cái danh định cái hệ số cốt phi của nó là 0,5. Đấy. Khi khảo sát thì các bạn sẽ tính ra đây 0,5 này, vậy là khá là nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ giả sử chúng ta đo lường bằng đồng hồ vãn năng với giá trị dòng điện đi qua tải này và nhân với cả cái hiệu điện thế trên ổ cắm này, thì các bạn sẽ xem là nó sẽ có sự chênh lệch nhau như nào nếu chúng ta không có cái cốt phi ở trong trường hợp này. Ở đây các bạn sẽ thấy rằng là cái dòng điện đi qua tải của chúng ta là 0,315A, tức là 315mA ấy. 0,315A nhá. Ok. Rồi. 0,315A. 0,315A và cái hiệu điện thế là tôi cứ lấy là ổn định là 220V đi. Và cái con điện trở này của tôi nó rất là nhỏ nên do đó cái hiệu điện thế của nó là qua cái trở này nó không đáng quan tâm. Ở đây ta sẽ có rằng là 220 nhân với cả 0,315. Thì các bạn sẽ thấy là nó ra là gần 70W cơ. Ok, gần 70W trong khi đó công suất đơn định của nó là có ghi là 50W. Thì bây giờ chúng ta phải nhân với cái hệ số cốt phi của nó. Đấy. Nhân với cả 0,68. Ở đây. Thì nó khoảng 47W đây này. Đấy. Ok. 0,68 47W. Thì đấy là khi các bạn đối với tải thuần trở như cái bóng đèn sợi đốt này, như là bình nóng lạnh này, như là bếp hồng ngoại này, bàn là này, máy sấy tóc, thì các bạn hoàn toàn có thể đo lường công suất bằng cách là sử dụng ampe kế này để đo dòng này và vôn kế để đo hiệu điện áp này, sau đó các bạn nhân thẳng hai cái giá trị thì chúng ta sẽ có công suất của tải xoay chiều với dạng thuần trở được nhận biết qua các cấu tạo chung, đó là cái dây mai so tiêu biểu như là bàn là, máy sấy tóc, bếp hồng ngoại, đèn sợi đốt. Rồi, tuy nhiên thì đối với các cái thiết bị bán dẫn hoặc là những cái thiết bị nguồn xung, những cái thiết bị có tải cảm, động cơ hoặc là chứa các thành phần tụ điện thì các bạn bắt buộc phải có thêm cái công suất chuẩn là P bằng U nhân Y nhân cốt phi, trong đó thì cái phi là góc lệch giữa U và Y. Và muốn khảo sát được cái góc lệch này thì các bạn bắt buộc phải dùng máy hiện sóng hoặc là một thiết bị đo cốt phi chuyên dụng. Và ở đây thì có một cái thiết bị nó cũng được sử dụng rất là nhiều để các bạn có thể đo được công suất, và người ta đã lập trình đó là một cái ổ cắm đo công suất như thế này, thì các bạn có thể đo được cái công suất và cũng như cốt phi và các cái giá trị điện áp và dòng điện cũng như là cái điện năng tiêu thụ. Rồi thì các bạn hãy xem là cái ổ này nó có đo lường như thế nào. Trên đây thì cái màn hình nó hiển thị là đo dòng nha, và cái hệ số ở dưới là power factor chính là cái hệ số công suất đấy. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ cắm tải vào này. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là cái hệ số công suất của chúng ta là đạt 0,58 nhá. Và cái dòng điện qua ở trong cái thiết bị này đo là 0,4A. Ok, chúng ta sẽ có là đo watt là hiển thị 52W. Volt thì chúng ta sẽ có là 222,2V này. Đó. A là 0,4A này. Và hệ số công suất là 0,58. Cái hệ số công suất này nó càng nhỏ thì còn với tải thuần trở thì các bạn hãy xem này. Khi tôi thay cái bóng đèn led này bằng cái bóng sợi đốt
khi tôi thay bằng bóng sợi đốt nha, các bạn sẽ thấy là cái dòng điện qua bóng là 0,285 ampere, và cái hệ số của chúng ta công suất của chúng ta là 0,99, tương ứng với gần bằng 1. Vậy là đối với những tải thuần trở mà tôi đã nói vừa đề cập ở trên thì nó sẽ được tính gần như là P bằng U nhân Y luôn. P bằng U nhân Y thì các bạn là vì cái cốt phi của chúng ta nó sẽ gần bằng 1 rồi. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là công suất ở đây là 63W này. 63W. Điện áp là 221V nhá. 222V. Và dòng là 0,284. Ok, chúng ta sẽ thử xem là cái máy cái thiết bị này nó tính như cái gì. 221 này nhân với cả 0,285 đi. Đấy thì các bạn sẽ có khoảng 63W. Là sau video này chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách thức đo công suất tiêu thụ của một tải xoay chiều, căn cứ vào cái tải tiêu thụ này nó có thuộc về tải thuần trở hay không. Mà tải thuần trở thì nó là những cái thiết bị như liên quan đến sợi đốt, như bóng đèn sợi đốt này, bàn là bình nóng lạnh, máy sấy tóc, mà chúng ta sẽ có những cái phương pháp đo phù hợp với những cái tải thuần trở. Như vậy thì các bạn chỉ việc đo ampere, đo hiệu thế và nhân với nhau thì chúng ta sẽ có ngay công suất của tải. Còn với những cái thiết bị bán dẫn hoặc là những thiết bị có chứa trụ điện cột cảm thì các bạn sẽ cần phải khảo sát nó dựa trên máy hiện sóng để tính được độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp trên mạch, tức là gói tính cốt phi hoặc là một thiết bị chuyên dụng như cái ổ cắm đo công suất như thế này. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục kỹ thuật điện tử. Hẹn gặp lại các bạn trong những video về thực hành điện tử chuyên sâu hơn nữa. Bye.